2008. Hôm nay thứ bảy. Trời mưa lất phất. Không gì hết chứ mày. Ngày này các bạn biết không? Ngày này tại cảm thấy đạo vui. Ngày này mấy chục năm về trước. Cảm thấy làm biết không ạ? Con người đã ra đời. Trên mình quê hương nắng gió tắm mình. Hôm nay và cũng là một ngày mẹ bình thường như bao ngày. Hôm nay thực ra là một ngày hết sức bình thường. Bao nhiêu ngày bình thường khác mẹ con đó đây. Thay hài đúng không nào? Nhưng lại là một ngày một trong những ngày sinh nhật cuối cùng của tuổi đầu hai đi chơi vơi của một người. Và sau đây là món quà đầu tiên dành cho người đó, bài thơ mang tên cho một tao định nói vì một người ra đi. Nhá, cho một người đi xa. Bài thơ xin được bắt đầu. Anh cứ một năm đặt đặt lúc thử đặt thôi. Nắng ấm lên rồi em có về không? Nghe bình minh cửa mình trong sớm. Khi tình ngọc lan trước hiên buổi chiều. Nghe tiếng anh cười khẽ gọi tên Phương. Em có về không? Khoảng trời ấy rất xanh. Nhớ vẫn xôn xao nắng vẽ tròn. Có ai đợi chờ nơi ấy? Phải, em có còn vấn vương những đêm xưa thầm mơ ngày dần kỷ niệm xưa chưa kịp cũ nhưng nhìn thấy rác có xóa nhòa trong mắt dấu yêu. Em có về không? Gió vẫn nghe gió phiêu nghe gió phiêu diêu. Em có về không? Tay của bàn tay ấm. Em về không? Nên mùa đông trôi qua thật chậm. Anh sẽ cùng em bước trên con đường ánh đèn vàng. Về không em? Về đi em. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.